Thứ nhất là chị cảm thấy là ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với riêng bản thân chị, tại vì Thái là một người bạn rất là thân của Nguyễn Hồng Nhung, và Nhung thấy rằng là trong một không khí sang trọng và một cái sự thành công, biết bao nhiêu người, toàn những con người danh tiếng, họ đến đây họ ủng hộ một nhà design giống như Thái Nguyễn, thì đấy là một cái điều mà mình là một người bạn thân thì mình rất tự hào. Còn em hỏi tại sao mà chị chỉ mặc đồ của Thái Nguyễn thôi ở trên sân khấu và cũng như đi dự các event, thì chị cảm thấy là đấy là một cái niềm tự hào của mình, tại vì là Thái Nguyễn là cái người mà đem lại cái sự thành công, một cái phần thành công mà không thể thiếu được, đó là ngoài cái giọng hát ra thì quý vị cũng sẽ phải nhìn ngắm Nguyễn Hồng Nhung ở trên sân khấu như thế nào. Thì Thái Nguyễn design là cho Nhung tất cả những cái bộ đồ mà Nhung mặc ở trên sân khấu, và Nhung cảm thấy rất là tự tin khi mà có được một người bạn mà mang lại cho mình cái hình ảnh làm cho mình đẹp hơn, làm cho mình mới lạ hơn mỗi ngày trong mắt quý vị. Vậy cho nên là phải nói là nhân đây thì Nhung cũng muốn cảm ơn đến người bạn thân của mình. Và có lẽ là suốt cả cuộc đời này, Nhung cảm thấy đây là một may mắn nhất mà mình được gặp một người bạn thật là tài, thật là giỏi, và một cái đức tính thật là dễ thương. Làm việc, khi mà làm việc với Thái thì Thái làm cho tất cả những người nghệ sĩ, và ngày hôm nay nghệ sĩ đến đông như thế này là cũng là một phần là không nhỏ, là tại vì Thái là một người làm việc rất là dễ thương, và cái tính cách cũng rất hòa đồng, và cũng như là không phải chỉ giỏi không mà mang lại cho mọi người những cái sự thương mến rất là nhiều. Vậy cho nên là đó là điều tại sao mình chị chọn làm việc với Thái. Em nghĩ Thái cũng rất là hạnh phúc và rất là may mắn cùng làm việc chung với chị, tại vì chị mặc những cái design của Thái rất là lộng lẫy trên sân khấu. Tối nay em chúc chị có một buổi tiệc vui vẻ. Thank you for supporting Thái and for your continued support of Thái and BPSOS. Enjoy your evening. Can I have a hug? Thưa quý vị, là Nguyễn Hồng Nhung không biết nói gì hơn, là một cái điều mà Nhung cảm thấy đứng ở đây, cái chương trình ngày hôm nay được tổ chức tại Orange County, thưa quý vị, tại California. Và quý vị có thể chứng kiến là ở khung cảnh ở đây nó quá tuyệt vời, trong một cái khung cảnh mà sang trọng của khách sạn Hilton. Và có rất rất là nhiều đông nghệ sĩ cũng như khán giả đến đây để mà được chiêm ngưỡng cái fashion show này của nhà thiết kế Thái Nguyễn. Và cũng với một cái tinh thần như thế thì Nhung được Thái Nguyễn mời trong hai show, một show ở tại thành phố Atlanta, cũng trong một cái showroom thật là sang trọng, và Nhung sẽ hát cho quý vị nghe, cũng như là cũng sẽ bước trên runway cùng với các người mẫu. Thưa quý vị, đó là một cái chương trình rất đặc biệt, từ xưa đến giờ Nhung chưa bao giờ được tham gia mà Nhung được đứng chung với các người mẫu để mà mặc quần áo của Thái Nguyễn. Thì Nhung vẫn thường mặc rồi, tại vì Nhung không mặc quần áo của những người nhà design nào khác ngoài Thái Nguyễn. Ở tại thành phố Atlanta sẽ có một cái show mà event đặc biệt, quý vị sẽ là những người khách danh dự để mà tới được, để mà xem một cái fashion show thực sự của người Việt Nam, của cộng đồng Việt Nam chúng ta thật là lớn và được tổ chức thật là sang trọng, thưa quý vị, ở tại thành phố Atlanta. Và Nhung sẽ là người special guest mà cùng với Thái Nguyễn để mà đưa đến cho quý vị một không khí bất ngờ. Và cũng cùng với cái tâm tình đó thì ở tại thành phố Washington DC, Virginia, quý vị sẽ được cùng với Nguyễn Hồng Nhung và Thái Nguyễn một lần nữa, cùng với các người mẫu và những bộ sưu tập của anh, sẽ mang đến cho quý vị những không khí mới lạ, và quý vị sẽ hòa mình vào trong một quang cảnh thật là sang trọng, ấm cúng. Và quý vị sẽ có dinner, rồi quý vị sẽ vừa được xem fashion show và quý vị được gặp gỡ những người mẫu, và đồng thời là Nhung sẽ gặp gỡ quý vị ở trên sân khấu, thưa quý vị, và Nhung sẽ hát những bản tình ca mà quý vị yêu thích. Và chúng ta sẽ cũng quay sau qua chương trình DJ after dinner và after cái fashion show. Nói chung rất nhiều những cái chương trình đang chờ đón quý vị, và phải nói là fashion show là một cái gì đó nó còn rất là mới đối với cộng đồng người Việt mình. Nhưng mà Thái Nguyễn là một trong những nhà designer đầu tiên mà dám tổ chức những chương trình này, thưa quý vị, vì nó quá mới đối với cộng đồng Việt Nam. Nhưng mà chúng ta trong bất kỳ một cái hoạt động nghệ thuật nào ở trên cộng đồng của Việt Nam thì cũng cần sự ủng hộ rất nhiều từ quý vị, thưa quý vị. Welcome to Fashion Show Designer Thái Nguyễn, thưa quý vị. Và cùng với Nguyễn Hồng Nhung sẽ là special guest và sẽ mang đến cho quý vị những không khí thật là tuyệt vời. Thank you so much.